Đã con xuống lên. Lại đây. Suka. Đi ra đâu? Suka. Rồi mày nghe lời thằng đó cho chị. Không thôi nó quấn chị em mình đó. Mày đứng im đó. Bây giờ á, mày không hoàn thành được nhiệm vụ phá cục ngon cái lõm thì mày phải chịu hình phạt. Nè đại ca, em bị em fan nó rồi mà. Em phải sửa điểm lại cho nó, chắc chắn là nó sẽ bị thằng à, đừng đại ca. Ủa, em lại nhớ là em bị xu vô fan nó rồi, đúng xu chạy lên đi. Trước chị em mình vô phá điểm của em bông mà. À mày vẽ đâu mà. Không có. Rồi nói nhanh lên. Mày nói nhanh lên. Em mau cho nói đi. Mày đừng có ép. Mày không. Nhanh lên. Em chắc chắn là em lại cho em phá điểm của nó rồi. Nhưng mà bằng một lý do nào đó, cho nên là nó sửa lại được. Hiện tại ở đây có hai quả bom. Mày mang lên người một trái, con xu một trái, nhanh lên. Thôi bây giờ. Dạ rồi. Thôi ráng lên. Rốt quá. Mày làm nhảy nó dính lắm vô người, vô đó đi sao. Đại ca bình tĩnh đi. Mày cầm đi. Tại sao đại ca không làm mà đại ca em làm? Mày cầm nhà mày đây nào. Mày muốn giờ cho tôi. Đứng nhau. Chị Hiền cố tình làm như vậy á để em xuống không ăn khó á. Không bị mà nó phát hiện ra chị cả nha. Bây giờ bắt đầu nó ra bỏ với người chị Hiền này mọi người. Đó. Cả nhà ơi. Rồi. Con xu ra, mày đứng thẳng lên. Đây là bom bài xích cầu vòng. Bom này á, chị Hiền nghe nó mà nổ một cái là tan xác á cả nha, không cách nào cứu chữa được hết trơn á. Hiện tại theo những gì mà ta được biết á, thì bọn mày đang có một cái âm mưu để trốn vào nhà thằng Sen đúng không? Dạ không có. Tụi em là đệ tử của đại ca, tụi em không bao giờ có ý định ở đâu. Đại ca đừng có nghe những cái thành phần phá hoại nói. Mày biết ai thân máy cho tao không? Dạ ai vậy đại ca? À, thằng đạo mộn của tôi. Mày nhìn đi, con kia đã thông báo cho tao biết chính bọn mày đang lên âm mưu để có thể bỏ trốn. Trời ơi, rõ ràng chị đã nói là phải tìm người mà nè mà tin tưởng để đi báo tin mà sao em tìm đặc vụ đó. Nó là gián điệp mà cái tên đại ca cài vô mà. Chết rồi cả nhà, chị Hiền dính bẫy của cái tên gián, tên đại ca rồi cả nhà. Chị Hiền nghĩ nó chính là công an chi mà không ngờ nó lại là gián điệp. Ha ha ha, sao mà mày có thể biết được? Nó là đàn em thân tính của tao. Nó là đàn em thân tính của tao. Tao đã nuôi nó 20 năm nay. Bây giờ bọn mày lại dựa vào nó để trốn thoát à? Thật là ngu ngốc. Đại ca ơi, đại ca đừng làm cho nổ bom. Đại ca hãy nhớ tụi em là con tin của đại ca. Đại ca còn nắm giữ tụi em là vẫn còn kiểm soát được thằng Sen. Tụi em mà bị nổ bom á là đại ca không có cái gì để đại ca kiểm soát thằng Sen đâu. Bây giờ Nếu mà muốn sống ở đây á, hãy nghe theo lời ta. Đây, hãy chạy cái đó đi. Đây là một thiết bị gây nhiễu sóng. Chị gì đại ca? Mày cầm cái thiết bị này đi vô nhà thằng Sen. À, đại ca vui không em? Đại ca vui không đây giúp em? Nhìn lên nó đúng em. Cài vô nhà thằng Sen để phá tất cả các sóng điện tử trong nhà nó. Nhưng mà đại ca, em đang bị mang bom lên người. Em mà vô với những quả bom này là thằng Sen sẽ nghi ngờ em á. Bây giờ đại ca gỡ bom cho em để em đi vô nhà thằng Sen đi. Mày nói gì tụi nổ bây giờ. Thời gian á là một ngày. Mày đi ở đây vô trong nhà đó được chưa? Dạ. Mày cài vô trong máy tính đó để ta có thể lấy được cái tài khoản YouTube của nó. Nếu mà đại ca lấy tài khoản YouTube vậy rồi, tụi em lấy gì mà tụi em làm YouTube cho các em fan con nữa? Mày không có cần biết nhiều. Bây giờ điều tao quan trọng á là tao muốn lấy tài khoản YouTube của nó. Dạ. Tao nghe nói á là thằng Sen nó có một cái kênh YouTube rất là lớn luôn, gần cả triệu người đăng ký rồi. Dạ. Bây giờ á để mà làm nên một cái kênh đó thì rất là lâu. Bây giờ tao muốn lấy cái kênh đó để tao đăng về vlog cuộc sống hàng ngày của ta. Đại ca muốn làm vlog nhưng mà đại ca không muốn tự mở lập cho đại ca, muốn cướp kênh của tụi em đúng không? Đúng rồi, tại vì tao ghét thằng Sen.
đó, tại vì hàng ngày á nó đăng lên được nhiều người coi, còn ta là không ai coi hết. Vì bây giờ á, người cầm cái thiết bị này vô nhà nó, người cài vô cái máy tính của nó, người phá sóng đi, rồi ta ở ngoài ta sẽ kết nối vô máy tính của ta, sau đó ta sẽ hack vô tài khoản của nó, ta lấy thông tin của nó, hiểu chưa? Dạ em hiểu rồi đại ca ơi. Ừ, nếu mà người không hoàn thành á, ta có thể kích nổ quả bom ở khoảng cách 2 km. Dạ. Và người là nổ tay sát luôn. Dạ. Hiểu chưa? Dạ em hiểu rồi đại ca. Rồi, nên khô hồn nhanh đi đây. Dạ, ta cho người 24 giờ để hành động trước khi người khác nổ. Ok cả nhà, hiện tại á, là anh Sen chưa về được. Nhưng mà anh Sen phát hiện ra là chị Hiền hình như á, là đã gặp cái tên đó và đang bị cái gì á. Đây này cả nhà, mang gì trên người kìa cả nhà. Hiền ơi, Hiền, mà lại lên. Cả nhà, gặp rồi, lại đây, đây, đúng không? Còn mày mang cái gì trên người vậy? Bom ơi. Bom hả? Bom. Cả nhà ơi, chứ đâu chị Hiền sẽ mang bom. Bom ở đâu đây? Nó dây đó người, bây giờ không có gỡ ra được. Mà nó sẽ kích nổ. Bom này trong vòng 2 km nó vẫn kích nổ được. Không, mày đứng dậy anh coi coi. Nè. Đây là bom bản sắt cầu vòng, không có mở ra được đâu, không có phá được. Trời ơi cả nhà ơi, chị Hiền ăn ở như thế này mà bây giờ bị nó gài bom lên người này cả nhà. Bị mẹ. Chết rồi, xu nữa đi. Thôi, trời ơi, ăn đập bây giờ nếu mà gỡ ra thì sao? Gỡ ra là nổ á, chỉ có cái thằng mà đại ca nó mới gỡ được thôi. Hồi nãy đứng xa anh thấy rồi, anh quét rồi. Cái thằng đó như là nó có cái mũi bự bự đúng không? Đúng rồi. Mấy thằng đó nó ác dữ vậy. Rồi, nhưng mà bây giờ á, Hai có nhận được lời cầu cứu của em không? Được rồi, anh đặt sau rồi, ở phía sau hiện như là cứu em với anh Hai rồi đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, thủ quá. Nên anh hồi nãy á, là anh ở đây rồi. Anh canh rồi và anh phát hiện ra là theo cái vị trí đây nè. Đây nè, theo cái đây nè. Đúng rồi, trên cổ của Su có một thiết bị định vị mà. Đúng rồi, nên anh tìm ra được căn cứ. Su hồi nãy cũng kể hết với anh là Hiền bị thằng đó nó hãm hại rồi. Nên bây giờ là anh tin Hiền là người tốt rồi. Em là người tốt mà, tại vì em nó bị nó nắm tóc thôi, cho em phải làm việc theo nó thôi. Ủa mà Hiền mang cái gì đây? Đây là thiết bị phá sóng á. Hai có biết không? Cái thiết bị cái này là để phá sóng, nó kêu là nó muốn cướp kênh YouTube của Hai. Cướp kênh YouTube. Hai là bây giờ Hai đưa kênh YouTube cho nó luôn đi. Kêu em nè. Rồi mới làm lại từ đầu. Mới làm lại được mà. Hay là cả nhà, hay là bỏ chị Hiền lại đi cả nhà. Không được đâu. Bây giờ cái xung dính với nhau Hai, cho dù Hai bỏ em lại thì Hai cũng không thể nào cứu Su được. Vậy thì bây giờ anh xem có 2 kênh YouTube. Anh xem đưa kênh nhỏ cho nó khi cứu Su. Không được. Anh xem cứu Su. Cái kênh một chuyện người đăng ký á. Mấy cái thằng nó đăng ký cả nhà. Mà nó nói gì sao? Nó nói là lợi dụng thời cơ mà Hai không để ý á, là liền vô nhà gắn cái thiết bị nó phá sóng này vô. Sau đó là khi mà thiết bị nó kích hoạt vô, nó sẽ ở ngoài nó phá sóng rồi nó cướp kênh YouTube của Hai. Mấy cái thằng nó ghê quá vậy. Nó không làm mà nó đòi có ăn cả nhà, thì chỉ có ăn cái gì cả nhà. Thì bây giờ Hai cứ im trước đi, Hai cho nó cái kênh đó cũng được. Thôi bây giờ anh em mình phải tương kế tiểu kế. Anh nghĩ thằng đây nếu mà nó lấy được kênh YouTube á thì nó cũng sẽ kích hoạt bom cho Hiền nổ thôi đó. Được chưa? Cả nhà nó mang bom lên người Su như thế này nè cả nhà. Nãy em mà nổ là Su cũng bị nổ. Vậy hả? Đúng rồi. Vậy thì bây giờ anh nghĩ á, bây giờ anh có một cái kế hoạch là như thế này đó. Bây giờ anh sẽ giả bộ để cửa trong nhà không có ai hết, được chưa? Hiền đột nhập vô, Hiền cài thiết bị vô, sau rồi đó anh sẽ tạo 2 kênh YouTube giả, sau rồi Hiền lấy 2 kênh YouTube giả, Hiền về Hiền đưa cho nó, được không? Vậy là bây giờ Hai về nhà Hai tạo một cái kênh YouTube giả, ý hình như cái kênh 1 triệu view đi, sau đó là em sẽ giả bộ em vô em phá sóng, sau đó em sẽ đưa kênh YouTube giả cho nó. Đúng rồi. Rồi xong khi mà nó gỡ bom cho em là Hai quýnh nó. Hợp lý, được chưa? Trời ơi cả nhà, thằng này nó dám, nó định lấy kênh YouTube của anh Sen cả nhà, làm gì cái chuyện đó. Bây giờ kênh YouTube của anh Sen nó trị giá vài tỷ mà làm sao để lấy được. Mọi người mà sau tập này mà không thấy anh Sen đăng gì nữa là có nghĩa là bị lấy kênh rồi đó mọi người. Sau tập này cả nhà không thấy video nào lên là có nghĩa là bị lấy kênh rồi đó cả nhà. Mấy cái thằng đó, vậy là chắc chắn thằng đó nó lên kênh rất là lâu rồi Hiền. Đúng rồi. Nó anh Sen nghĩ á, nó là gọi là anti fan của kênh Chú Chó Đi Hai Chân á cả nhà. Nó nên nó muốn lấy cái kênh về để nó đăng vào cuộc sống của nó cả nhà. Bây giờ nó cho em trong vòng 1 ngày nữa Hai. Bây giờ Hai phải nhanh chóng về nhà đi để mà còn thực hiện kế hoạch nữa. Rồi đâu Hiền đứng nhà anh coi. Đây. Đây có bom rồi. Đây bom em không có gỡ được đâu, hay đừng có gỡ nó nổ đó. Đó cả nhà thấy bom không? Mấy em fan mà em nào mà biết thông tin về quả bom này á thì cho anh xem biết nha cả nhà. Thì đây, Su cũng đang mang một quả bom. Hình như. À, cả nhà nghe tiếng đồng hồ kêu không? Đúng rồi đó. Đồng hồ vậy là đồng hồ nó kích hoạt rồi cả nhà. Nhưng mà anh xem nghe á, nói á là quả bom đây nè cả nhà. Khi mà nó kích hoạt á, để mà kéo dài á, là mình phải nhảy một bài thì nó sẽ kích hoạt. Hiền, giờ mày làm gì cho nó kích hoạt đi? Vậy là mình chỉ phải nhảy một bài để nó hết kích hoạt vậy nha. Đúng rồi. Su ơi, vậy con Su sao? Su cũng đi sẽ nhảy ra đi. Bây giờ mày nhảy cái điều gì mày cắt kéo rồi gì cộng với những kia á. Được rồi, cả nhà bây giờ chị Hiền sẽ nhảy đi.
Chị Hiền không biết nhảy kìa nha. Tội chị gì quá. Thôi rồi mọi người. Cô Su. Su ơi nhảy đi Su. Su bây giờ Su phải đứng nhảy đi. Su nhảy đi Su, nhảy đi. Su đi nhanh lên, chứ không nó hết cái hàng á. Nhanh lên Su. Đi. Đứng lên đi nhanh lên. Su đây ngay, đúng rồi. Cố lên. Đi lên đây. Su lên đây. Lên đây. Nhanh lên. Cố lên Su ơi. Rồi, ok. Rồi, thôi được rồi Hiền. Bây giờ Hiền nhanh chóng á, Hiền chạy về nhà anh đi. Bây giờ anh sẽ chạy về trước, sau đó anh mở cửa cho Hiền được chưa? Rồi Hiền cứ đột nhập vô, rồi Hiền làm y như kế hoạch chưa? Ok. Mà theo dõi á, hai phải canh chừng á, coi chừng là nó biết kế hoạch của anh em mình á. Thôi, được rồi. Đi xuống. Rồi, cả nhà anh sẽ chạy về trước. Mà cả nhà ơi, bây giờ á, hay là anh xin để cho chị Hiền nổ luôn đi. Anh xin khỏi đưa kênh YouTube ta. Chị Hiền sẽ tạm thời ngồi đây để chăm chờ anh Xuyên về nhà. Anh Xuyên sẽ tạm cái kênh YouTube giả nha. Mọi người ơi, chị Hiền không muốn bị nổ bom đâu cả nha. Chị Hiền chỉ mới có 2 mấy tuổi thôi, còn rất nhiều món ăn mà chị Hiền chưa kịp ăn rồi cả nha. Mà bây giờ nó nổ bom rồi thì sao mà chị Hiền ăn kịp được. Còn Su mọi người ơi, cả Su mới có 6 tuổi thôi cả nha. Su còn cả một thanh xuân phía trước. Su còn nói với chị Hiền là Su chưa giảm cân thành công nữa. Mà nó nở lắm nè, nó cho nổ bom Su mọi người. Bây giờ không được rồi. Để mình tiếp tục kế hoạch giảm cân của Su, với lại tiếp tục cái kế hoạch mà ăn tất cả mọi thứ của chị Hiền, thì bây giờ chị Hiền phải tìm cách để gỡ quả bom này ra khỏi người mới được. Không thể nào mà để quả bom nổ như vậy được. Chị Hiền còn quá trời ước nguyện chưa hoàn thành được. Chị Hiền để lâu nãy nó nói đó mọi người, là cái này trong vòng 2 km nó vẫn có thể kích hoạt được. Chị Hiền suy nghĩ lên là nói rồi, có nghĩa là ngồi phạm vi 2 km là nó không thể nào kích hoạt được. Bây giờ chị Hiền sẽ canh ở đâu, chị Hiền sẽ chạy 2.1 km nha nghe nha, để cho dù nó có kích hoạt chị Hiền cũng không nổ. Su đồng ý không? Bây giờ mình phải cách xe nó 2.1 km nha Su. Đúng rồi, chị Hiền không tin tưởng anh Xuyên lắm cả nhà. Cái kế hoạch mẹ tạo kênh YouTube giả của anh Xuyên nó không thành công. Cho nên bây giờ ví dụ nó ở Việt Nam thì chị Hiền sẽ bay qua Mỹ để nó không bao giờ tìm được chị Hiền với Su, để nó kích hoạt những quả bom cả nha. Su ơi. Vậy là cái kế hoạch chuẩn bị có một kênh YouTube 1.000 người đăng ký theo dõi ta đã thành công rồi. Ráng thêm một ngày nữa thôi, con Hiền nó sẽ mang cái kênh YouTube đó về cho ta. Lúc đó ta sẽ là idol của giới trẻ, mọi người sẽ ủng hộ ta. Đó. Ước mơ làm YouTuber của ta sắp thành hiện thực rồi. Nếu mà con Hiền nó không hà làm hả, ta sẽ kích nổ cho nó nổ tan xác luôn. Đó, lúc đó thì đừng có trách ta. Mấy em fan, sau này anh lấy được kênh YouTube, anh sẽ đổi thành tên là Anh Mũi To Vlog. Mọi người nhớ ủng hộ anh nha.